Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ hai ngày 30 tháng 1, chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình gặp mặt các cơ quan báo chí, đại biểu văn nghệ sĩ nhân dịp đầu xuân năm mới. Bước sang năm 2023, người lao động và các doanh nghiệp ra sức thi đua, biến thách thức thành cơ hội để tạo đột phá, ổn định việc làm và nâng cao thu nhập. Tổng số vi phạm về nồng độ cồn trong dịp Tết Quý Mão tăng 600% so với Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đầu xuân năm mới, sáng nay Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí, đại biểu văn nghệ sĩ. Tới dự có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Năm 2022, các cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ động kịp thời thông tin tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực, tạo sự đồng thuận trong Đảng, trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Cách thức thông tin tuyên truyền phong phú, sinh động, hấp dẫn, tăng khả năng tiếp cận cho người đọc, người xem với việc mở thêm nhiều chuyên mục mới, tích cực chuyển đổi số, đưa thông tin lên các hạ tầng, nền tảng truyền thông khác nhau. Nhiều tác phẩm đạt giải cao từ các cuộc thi do Trung ương và các bộ ngành tỉnh phát động. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc mừng, biểu dương kết quả đạt được và đề nghị các cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật cần bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, đặc biệt là sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình. Các tác phẩm cần sát hơn tình hình thực tiễn, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, phục vụ đắc lực các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công chúng. Trong đó tập trung tuyên truyền, phản ánh kết quả nửa nhiệm kỳ đại hội, khát vọng phát triển Thái Bình phồn vinh hạnh phúc, tuyên truyền về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các quy định của Đảng về nêu gương, gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề năm 2023 của tỉnh. Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh công bố và trao giải báo chí Thái Bình năm 2022 gồm 23 giải, 1 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba, 15 giải khuyến khích, đồng thời phát động giải báo chí Thái Bình năm 2023. Năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng huyện Tiền Hải tăng 19,3%, là huyện xếp thứ nhất của tỉnh trong lĩnh vực này. Phát huy kết quả đó, trong năm mới Quý Mão 2023, huyện Tiền Hải quyết tâm giữ vững vị trí là địa bàn phát triển công nghiệp trọng yếu của tỉnh, đặc biệt là trong khu kinh tế Thái Bình. Năm 2022, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tiền Hải đã nỗ lực vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, xung đột chính trị quân sự trên thế giới, ổn định sản xuất, lấy lại đà tăng trưởng. Nhiều sản phẩm thương hiệu đã khẳng định được chỗ đứng trên thị trường trong nước và quốc tế. Với nhiều dự án mới trong khu kinh tế Thái Bình nằm trên địa bàn huyện, Tiền Hải quyết tâm ưu tiên phát triển công nghiệp tinh, thân thiện môi trường và đem lại giá trị kinh tế cao. Nhân dịp đầu xuân năm mới, lãnh đạo huyện Tiền Hải đã động viên các doanh nghiệp phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục nỗ lực giành kết quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2023. Còn đối với huyện Hưng Hà, trong năm nay sẽ tiếp tục tập trung quy hoạch, hoàn thiện hạ tầng để thu hút đầu tư, trong đó khuyến khích và ưu tiên đầu tư các ngành nghề công nghệ cao, không gây ô nhiễm môi trường. Huyện Hưng Hà đã thực hiện việc quy hoạch và mở rộng các cụm công nghiệp Thái Phương, diện tích quy hoạch mở rộng 40,2 ha, cụm công nghiệp Hưng Nhân, diện tích quy hoạch trên 25 ha, cụm công nghiệp Đồng Tu, diện tích quy hoạch gần 64 ha, cụm công nghiệp Thống Nhất, diện tích quy hoạch 40 ha, cụm công nghiệp Tiền Phong, diện tích quy hoạch 15,7 ha. Một số cụm công nghiệp đã có nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng, hiện đang triển khai các thủ tục giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng. Riêng các cụm công nghiệp Thống Nhất, cụm công nghiệp Đồng Tu, cụm công nghiệp Đức Hiệp đã có nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu đầu tư. Trong năm 2022, đã có thêm 9 dự án đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Như vậy, đến nay, Hưng Hà đã có 51 trên 56 dự án đã đi vào hoạt động, góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện hàng năm từ 25% trở lên. Cũng nhằm góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, huyện Đông Hưng quy hoạch 9 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 470 ha được phân bố đều khắp trên địa bàn huyện. Trong đó, 8 cụm đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, 6 cụm có nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng, tổng mức đăng ký đầu tư gần 5.200 tỷ đồng. Đến nay, 7 trên 9 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động,
với tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 50%, tạo việc làm cho hơn 17.000 lao động địa phương, mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng một người một tháng. Thời gian tới, Đồng Hưng tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp, chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan của tỉnh rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là sử dụng đất chưa đúng mục tiêu đầu tư, tự ý thay đổi ngành nghề, cho thuê lại nhà xưởng khi chưa được các cơ quan chức năng cho phép, tích cực góp phần phát huy nâng cao hiệu quả của các cụm công nghiệp, tạo sự đột phá tăng trưởng kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sau một năm với nhiều biến động khó khăn, bước sang năm 2023, người lao động và các doanh nghiệp lại ra sức thi đua, biến thách thức thành cơ hội để tạo đột phá, ổn định việc làm và nâng cao thu nhập, ghi nhận tại xí nghiệp may Thái Hà. Ngay từ những ngày đầu làm việc của năm mới, chị Thỏa cùng hàng trăm công nhân tại đây lại nỗ lực làm việc với quyết tâm cùng doanh nghiệp tạo ra khởi sắc mới. Bởi lẽ năm qua là một năm nhờ tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực của từng cá nhân người lao động cho đến ban giám đốc, doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động ổn định. Người lao động có tổng thu nhập trên 11 triệu đồng một người trên một tháng. Thu nhập năm vừa rồi là vẫn cao hơn năm ngoái. Và sang năm mới này thì công nhân thì cũng rất là phấn khởi và mọi người đều là thi đua sản xuất để hoàn thành tốt nhiệm vụ của công ty, của xí nghiệp để doanh nghiệp ngày càng phát triển. Có thể nói năm 2022 là năm dồn dập khó khăn với các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh. Nhưng nhờ cách làm sáng tạo, nhiều doanh nghiệp vượt qua được và duy trì mức tăng trưởng ổn định. Có doanh nghiệp lợi nhuận tăng hàng chục phần trăm so với kế hoạch. Đó là bởi tinh thần thi đua, vì tập thể và cũng là vì cá nhân từng người lao động. Sau năm 2023 thì chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì cái hoạt động phong trào thi đua, sáng kiến cải tiến, thưởng cho các bộ phận, các công nhân đạt được cái kết quả sản xuất và để đóng góp chung vào cái sản xuất chung của năm 2023. Tinh thần thi đua chính là nền tảng để mỗi doanh nghiệp cùng người lao động phấn đấu. Những giờ chào cờ hàng tuần như thế này chính là chất xúc tác để thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước, biến những khó khăn thách thức thành động lực và cơ hội để cùng nhau xây dựng cơ quan doanh nghiệp phát triển. Ở năm 2023 thì mặc dù là vẫn còn rất nhiều các khó khăn, nhưng với mục tiêu của tổng công ty cũng như xí nghiệp đưa ra là đều tăng trưởng trên 10%, và tất cả mọi cái việc mà quan tâm đến đời sống người lao động nó cũng đặt lên hàng đầu. Và chắc chắn là với cái khí thế mới, đầu xuân mới và với cái năng lượng mới thì chắc chắn xí nghiệp may Thái Hà năm 2023 sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà tổng công ty ra. Thi đua là yêu nước và yêu nước thì phải thi đua. Từng người lao động với quyết tâm cao sẽ tạo ra những kết quả nhiều khởi sắc trong một năm với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức còn đang ở phía trước. Tin tiếp theo sẽ có trong chương trình. Năm đầu tiên lễ hội Đền Trần tại di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà được tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Giá vàng trong nước sáng nay giảm mạnh xuống dưới mốc 68 triệu đồng một lượng trước ngày vía thần tài. Thưa quý vị và các bạn, năm nay là năm đầu tiên lễ hội Đền Trần tại di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà được tổ chức với quy mô cấp tỉnh từ ngày 3 đến ngày 7 tháng 2, tức ngày 13 đến ngày 17 tháng Giêng năm Quý Mão. Mọi công tác chuẩn bị phải được thực hiện chu đáo. Đây là chỉ đạo của đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong cuộc họp diễn ra vào chiều nay. Tại cuộc họp, các thành viên ban tổ chức báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ được phân công. Trong đó, tiểu ban nội dung đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, nhân lực để tổ chức các nghi lễ truyền thống và phần hội, hoàn thiện kịch bản chi tiết lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật hào khí Đông A. Hoạt động tuyên truyền quảng bá được đẩy mạnh. Tiểu ban hậu cần khánh tiết đã xây dựng phương án đón tiếp đại biểu khách mời, đảm bảo an toàn về điện, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cho các hoạt động khác trong khuôn khổ chương trình của lễ hội. Lên phương án cụ thể để huy động, phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình tổ chức lễ hội. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các tiểu ban phải bám sát kế hoạch, nhiệm vụ được giao, công tác đón tiếp đại biểu khách mời đảm bảo trang trọng, chu đáo, sắp xếp địa điểm coi xe, đỗ xe phù hợp, bố trí lực lượng túc trực, phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho các hoạt động trong lễ khai mạc. Huyện Hưng Hà và các địa phương cần tăng cường tuyên truyền trực quan và trên các kênh thông tin đại chúng về giá trị di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần và những nét đặc sắc của lễ hội Đền Trần Thái Bình. Thưa quý vị và các bạn, xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy có vị trí vai trò rất quan trọng khi nằm trọn trong khu công nghiệp Liên Hà Thái.
Thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân trong xã đã tập trung thực hiện song hành hai nhiệm vụ quan trọng, đó là vừa xây dựng nông thôn mới, vừa thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án khu công nghiệp Liên Hà Thái. Về Thụy Liên, trong những ngày đầu xuân mới thấy được địa phương này đang thay ra đổi thịt từng ngày. Vợ chồng chị Hiên ở xã Thụy Liên trước đây sinh sống bằng nghề nông. Khi dự án khu công nghiệp Liên Hà Thái triển khai, diện tích ruộng của gia đình chị nằm trong diện giải phóng mặt bằng. Vợ chồng chị đều biết đây là dự án trọng điểm của tỉnh nên đồng thuận bàn giao mặt bằng. Cả hai vợ chồng sau đó đều được nhận vào làm tại khu công nghiệp này với công việc ổn định. Cuộc sống nhờ thế khấm khá lên và có điều kiện hơn để chung sức cùng thôn, xã trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Riêng gia đình nhà tôi thì hai vợ chồng đều làm ở trong công ty, thì tôi làm ở trong khu vực nấu nướng ở nhà bếp, còn chồng tôi thì làm xây, cho nên là công việc thu nhập tiền với chúng tôi là như thế nào cũng là đủ sống, cuộc sống chúng tôi rất thoải mái. Như hai vợ chồng tôi thu nhập hàng tháng thì cũng được 20 triệu một tháng. Từ khi khu công nghiệp Liên Hà Thái triển khai, xã Thụy Liên đã tích cực làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để các dự án trong khu công nghiệp nhanh chóng đi vào hoạt động. Người dân đã thích ứng rất nhanh, chuyển đổi nghề nghiệp để được vào làm tại các nhà máy đơn vị trong khu công nghiệp. Cuộc sống của nhân dân ổn định khấm khá hơn, có điều kiện và nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới. Sau khi về đích nông thôn mới vào năm 2014, Thụy Liên đã huy động nội lực và sự đóng góp của nhân dân hàng chục tỷ đồng để nâng cấp, phát huy các tiêu chí đã đạt được, nhất là các phong trào hiến đất mở đường giao thông, xây dựng các công trình công cộng phục vụ nâng cao đời sống nhân dân. Song song với việc mở rộng đường làng và xây rãnh thoát nước thì chúng tôi cũng đã cải tạo được cái hệ thống điện sáng vào ban đêm của nhân dân, và cho đến bây giờ thì nhân dân cũng rất là phấn khởi và cũng mọi người đều tán thành trong cái công tác tiếp tục là vận động nhân dân là tiếp tục mở một số cái ngõ và cụm dân cư khác. Với sự đoàn kết nỗ lực trong toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Thụy Liên đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2021. Đời sống của nhân dân trong xã ngày càng được cải thiện, thu nhập của người dân gấp hơn 2 lần so với thời điểm được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thế mà khi về đích nông thôn mới nâng cao rồi thì với cái quan điểm là chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc, cho nên đảng bộ thì đã ban hành một nghị quyết số 26 về cái việc mà vận động nhân dân hiến đất mở đường. Đấy, cố gắng làm sao chúng ta cải tạo, nâng cấp làm sao là cái bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, còn hướng tới là cái khoảng cách giữa nông thôn và thành thị nó sẽ ngắn gần đi. Về Thụy Liên, những ngày đầu năm mới 2023, bên cạnh sự trù phú ấm no là những nhà máy xí nghiệp đang dần được hình thành. Người dân Thụy Liên trước đây phải bươn trải đi làm ăn xa thì nay đã có được công việc ổn định ngay tại quê hương mình. Đó cũng là tiền đề để Thụy Liên bứt phá vươn lên trong phát triển kinh tế, xây dựng địa phương trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu ngay trong khu kinh tế Thái Bình. Các tin trong lĩnh vực kinh tế sẽ tiếp tục chương trình. Theo báo cáo từ Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 năm nay của Thái Bình tăng 0,32% so với tháng trước, tăng 5,59% so với cùng tháng năm trước. Trong đó, nhóm giao thông tăng 1,18% do tác động của giá xăng dầu tăng 2 lần vào các ngày, mùng 1 và ngày mùng 4 tháng 1 năm 2023. Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 3,06%, giá lương thực tăng 1,26%, tác động trực tiếp từ giá gạo tăng. Nhu cầu tiêu dùng tăng dần trong dịp Tết. Một số sản phẩm phục vụ cho nhu cầu Tết như đường, bánh kẹo, cây cảnh, hoa Tết các loại giá bán cũng tăng. Tính chung so với cùng kỳ năm trước, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 9 nhóm hàng tăng giá. Chỉ số giá nhóm đồ uống và thuốc lá tăng cao nhất là 7,31%. Giá vàng chắc chắn là thông tin đang được rất nhiều người quan tâm lúc này. Thưa quý vị, giá vàng trong nước sáng nay 30 tháng 1 giảm mạnh xuống dưới mốc 68 triệu đồng một lượng trước ngày vía Thần Tài. Thời điểm 9 giờ 25 phút sáng nay, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 67-68,02 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 200.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua. Như vậy, chỉ từ sáng ngày 29 tháng 1, tức mùng 8 tháng Giêng, đến sáng nay 30 tháng 1, giá vàng miếng SJC giảm từ 600-700.000 đồng một lượng. Tuy nhiên, dù giá vàng trong nước giảm, giá bán vàng miếng SJC vẫn cao hơn giá vàng thế giới quy đổi trên 12 triệu đồng một lượng. Dự báo giá vàng miếng không tăng mạnh ngày vía Thần Tài như mọi năm. Triển khai quyết liệt việc kiểm tra nồng độ cồn với tinh thần kiên quyết xử lý nghiêm, không xin xỏ, không can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm,
đã có 7.726 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn bị phát hiện xử lý, chiếm trên 35% tổng số vi phạm về trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Quý Mão. So với cùng thời gian Tết Nguyên đán Nhâm Dần, số lượng xử phạt tăng 6.620 trường hợp, tức tăng gần 600%. Đợt cao điểm đã góp phần rất tích cực kéo giảm tai nạn giao thông nói chung và tai nạn giao thông liên quan tới hành vi lái xe sau sử dụng rượu bia nói riêng, hành vi vốn là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông dịp Tết. Về tình hình dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Thái Bình, không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Như vậy, sau gần 2 tháng qua, Thái Bình không ghi nhận ca mắc mới và gần 10 tháng không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới. Các biến thể mới liên tục được ghi nhận, có khả năng tránh miễn dịch và lây lan nhanh. Bộ Y tế yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thu dung điều trị người bệnh COVID-19 theo nguyên tắc 4 tại chỗ, tiếp tục đôn đốc hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên và tăng cường tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em theo mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra. Đầu xuân đi lễ chùa đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống người Việt. Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của COVID-19, đầu năm nay lượng người đến các đền chùa chiêm bái rất đông. Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, công tác phòng chống dịch vẫn tiếp tục được các cơ sở đặt lên hàng đầu, ghi nhận của phóng viên thời sự tại Chùa Keo. Cửa chùa đất Phật là chốn bình yên thanh tịnh. Bởi thế nên đối với nhiều người, ngoài việc đầu năm đến chùa dâng hương nguyện cầu, đây còn là dịp để vãn cảnh du xuân, giúp tâm hồn thư thái, bắt đầu một năm mới may mắn và suôn sẻ. Gia đình chị Cúc cũng vậy, nhưng điểm mới là sau 3 năm chịu ảnh hưởng của COVID-19, việc đi lễ chùa của anh chị giờ đây không thể thiếu các thói quen phòng dịch. Trong những ngày đầu xuân năm mới lại tập trung đi lễ chùa thì mình vẫn đảm bảo đeo khẩu trang và khi thực hiện đúng theo cái phương tác 5K của Chính phủ nhà nước đưa ra thì mình rất là yên tâm khi tới những nơi đông người. Tết Nguyên đán và đầu xuân năm nay, cao điểm có ngày Chùa Keo thu hút từ 5.000 đến 7.000 du khách, tăng ni Phật tử, tín đồ Phật giáo, nhân dân trong và ngoài tỉnh. Nhằm đảm bảo an toàn cho người đến tham quan chiêm bái, Ban Quản lý Di tích Chùa Keo thường xuyên thực hiện vệ sinh khử khuẩn bề mặt các khu vực trưng bày, khu làm việc và dịch vụ, bố trí bảng biển hướng dẫn nội dung khuyến cáo của Bộ Y tế tại nhiều vị trí trong khuôn viên, đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhắc nhở nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch. Mặc dù là dịch COVID-19 đã được kiểm soát tốt, tôi và gia đình đi lễ chùa đầu năm vẫn thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho mọi người ạ. Lượng khách về nhiều thì công tác chuẩn bị cũng như công tác đảm bảo an toàn cho người dân Phật tử về chùa thì càng có trách nhiệm lớn lao. Nhà chùa cùng ban quản lý di tích đã kết hợp với ngành y tế để có những bàn y tế hướng dẫn cho mọi người sát khuẩn và nhắc nhở mọi người đeo khẩu trang khi tham gia lễ hội tâm linh tại chùa. Phong tục đi lễ đầu xuân của người dân còn kéo dài trong cả tháng riêng. Vì vậy, việc đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch tại các cơ sở thờ tự tiếp tục là ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, mỗi người cũng cần chủ động nâng cao ý thức, giữ gìn an toàn cho mình và cho cả cộng đồng. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình Thời sự trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTVGo hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.